90% lao động nhập cư hiện nay của chúng ta đang phải sống ở trong những căn nhà thuê kém chất lượng, không đảm bảo về vệ sinh môi trường và sức khỏe. Đây chính là thống kê vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra khi đánh giá về thực trạng lao động của các khu công nghiệp hiện nay. Trong số hơn 2,1 triệu người lao động nhập cư tại các khu công nghiệp trên cả nước, có trên 90% người lao động phải tự thu xếp chỗ ở, thuê trọ rải rác trong các khu dân cư với chất lượng sinh hoạt kém, không đảm bảo vệ sinh môi trường, sức khỏe. Phần lớn công nhân thuê nhà với mức giá từ 150 đến 200.000 đồng một người một tháng, trong điều kiện ăn ở tồi tệ, chi phí sinh hoạt cao, trong khi thu nhập bình quân của người lao động tại các khu công nghiệp chỉ khoảng từ 2,5 đến 4 triệu đồng một tháng. Hầu hết các khu nhà trọ không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, không xin giấy phép xây dựng. Gần 70% nhà trọ tự phát chưa bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và chỉ có hơn 20% có tiện nghi sinh hoạt tối thiểu. Bên cạnh đó, hiện nay cơ chế ưu đãi đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, mức độ ưu đãi phụ thuộc vào điều kiện của từng địa phương nên chưa thu hút được các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.